Chị ơi, em vào đây đi. Chạy nhanh thế, đói thế hả? Vâng. Ơ, My, lâu rồi không gặp. Cũng ăn ở đây à? Thưa à, có thân thiết gì đâu mà cần gặp. Ngày xưa học cùng, nhìn mặt suốt đã thấy ớn rồi. Ra trường ai mà muốn gặp. Mà học xong cấp 3 đã muốn lấy chồng có khác, con lớn quá nhở. Không dám. Hôm nay con muốn ăn gì nào? Con ăn cái này. Là cá này nữa. Cái này nữa. Ôi nhiều món thế á. Vâng ạ. Nhưng mà hôm nay nhá, mẹ chỉ gọi 2-3 món mà con thích nhất trước thôi. Sau đó ăn hết rồi mình lại gọi tiếp, có được không? Ờ, nhưng tất cả món này đều là món con thích mà. Vốn dĩ nghèo kiết xác thì làm gì có tiền mà cho con chọn đồ thoải mái. Mà cũng chẳng hiểu sao không có tiền cũng bày đặt vào nhà hàng. Để rồi cấm đoán con, không cho con chọn đồ thoải mái. Con ăn gì cứ gọi thoải mái đi, gọi càng nhiều càng tốt, mẹ chẳng tiếc con gì cả. Vâng ạ. Mẹ con mình chỉ gọi vừa đủ thôi con ạ, đỡ phí phạm đồ ăn, có đúng không? Nếu mà con muốn ăn tiếp, vẫn còn đói, mẹ sẽ gọi thêm, được không nào? Được chứ ạ, à. Con muốn ăn gà rán và cơm rang ạ. À. Được rồi. Em ơi, cái này. Mẹ ơi, cô kia là bạn mẹ à? Bình thường mẹ gặp bạn hay mời bạn sang ngồi cùng mẹ lắm mà. Thấy sang thì bắt quàng làm họ với con, chứ học cùng có thân thiết gì đâu. Mẹ ơi, thấy người sang bắt quàng làm họ là gì hả mẹ? Thì là nghèo hèn, là không cùng đẳng cấp. Mà thấy người ta giàu, sang chảnh thì bắt đầu lân la ra là người quen, là bạn bè. Con không bao giờ để những loại người đó lại gần con, nghe chưa? Nghĩa là mình không chơi với người nghèo à mẹ? Tất nhiên rồi, mình giàu có, sao phải chơi với cái bọn nghèo hèn đấy làm gì? Hạ thấp đẳng cấp của mình lắm con. Nhưng mà cô giáo dạy là phải hòa đồng với người khác mà mẹ. Cô giáo con dạy vậy thôi. Người nghèo thì chơi với người nghèo, mình giàu có, không nhất thiết phải chơi cùng, nghe chưa? Vâng ạ. Với lại, mình là người có tiền, chơi với những người nghèo hèn, người khác nhìn vào sẽ coi thường. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người ra sao thì chơi với người như vậy. Ở lớp cũng vậy, còn phải chọn những bạn mà nhà có điều kiện giống như nhà mình trở lên, nha. Không. Con nói chưa? Rồi ạ. Đưa em thấy rồi kìa. Có đồ ăn rồi đấy. Con nói chưa? Con nói chưa? Xấu xí ngày trước ngồi cùng tao hồi lớp 10 ấy. Úi giời, cái ngữ ấy á thì có bao giờ khá hơn được mà mày hỏi là khác hay không? Quê mùa một cục. Đi ăn còn chẳng dám cho con gọi đồ thoải mái. Đấy là nhục. Mà còn dẫn theo cái thằng con cao nghểu cao nghêu. Đúng là học xong cấp 3 đã muốn lấy chồng.
Thôi, về chém gió sau nhá. Ok. Mẹ ơi, ok, hỏi đến mẹ à? Không phải đâu con. Con ăn đi, kệ họ. Ăn đi. Con ăn no rồi. Mẹ ngủ ghế đi. Ăn no rồi á? Vâng. Thật không? Thật ạ. Mà còn nhiều đồ ăn quá nhở? Mình gói mang về mẹ. Được, đúng là con trai của mẹ. Không, phí phạm đồ ăn. Em ơi! Dạ. Gói cho chị chỗ này mang về nhá. Vâng, chị lấy em một chút. Đúng là nghèo hèn có khác. Đi ăn còn chẳng dám ăn. Đồ ăn thừa còn phải gói mang về. Chẳng khác gì mấy bà già nhà quê đi ăn cỗ còn phải xin túi để mà mang về. Đến là nhục. Có cần thì sang đây lấy đồ ăn thừa của mẹ con tôi về mà ăn. Đồ ăn thừa có mang về, chó nhà tôi cũng chẳng thèm ăn. Anh chị trong xin đồ ăn đóng mong về. Bạn này đi. Bố ơi, chúng con phải mang đồ ăn về giúp nhà cô không? Không con, mình là người có đẳng cấp. Đi ăn hàng thừa cũng không bao giờ mang đồ thừa về nghe con. Làm như thế người ta sẽ đánh giá mình đấy. Không bao giờ mang đồ ăn thừa về dù là chưa động đũa nghe chưa? Vâng ạ. Với lại, mình gọi thừa đồ ăn cũng không sao đâu con. Làm như vậy, người ta mới nghĩ mình xông xênh, người ta mới nể mình. Mấy mẹ, con đi rửa tay nhá. Con đi đi. Con có sao không? Con có làm sao không? Thằng bé kia, mày đi đứng kiểu gì đấy à? Rơi cả túi của tao rồi. Xin lỗi cô đi con. Xin lỗi cô ạ, cháu không có ý ạ. Thằng bé nó chỉ là trẻ con, nó vô ý thôi. Để tôi lau túi cho cô. Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi túi của tôi. Túi của tôi, cô tưởng cô muốn đục vào là được à? Tôi đã không muốn nhìn thấy hai cái bản mặt dơ bẩn của hai người rồi. Giờ có xin lỗi không? Quỳ xuống xin lỗi thì tôi tha cho. Cậu đừng có quá cấp như vậy. Thằng bé nó đã xin lỗi cậu rồi mà. Cả tôi nữa. Có một chuyện con thôi. Cậu đừng làm như vậy. Xin lỗi là xong à? Muốn tôi tha lỗi thì hai mẹ con quỳ xuống đây thì tôi tha cho. Cậu... cậu tớ gì với cô? Quen biết thân thiết lắm đấy. Thế giờ có xin lỗi không? Cậu đừng có mà quá quát như vậy. Mẹ con tôi đã xin lỗi cậu rồi. Mà chiếc túi của cậu, nếu mà không ý, tôi có thể giặt sạch hoặc là mua đền cho cậu được mà. Chuyện chỉ vé tí một chút thôi. Cậu đừng chấp làm gì cả. Bẩn. Cậu... con của cô làm rơi bẩn túi của tôi thì tôi cũng phải vứt túi của cô để bẩn lại thôi. Như vậy là công bằng mà. Sao cô lại làm rơi túi của mẹ con? Con mới là người làm cơ mà. Nào thôi con, đây chuyện của người lớn. Con xin lỗi cô đi. Xin lỗi cô. Tao không cần mày xin lỗi. Nhìn hai mẹ con mày, tao đã phát ớn rồi. Cậu à, tại sao cậu nói chuyện trẻ con như vậy? Rõ ràng là một chuyện rất bé tí thôi. Tao không muốn tranh cãi với cậu nữa. Giờ chúng tôi đã xin lỗi cậu rồi. Hễ được chưa? Cậu đã vừa làm rơi túi của tôi rồi. Cậu hài lòng chưa? Thật ra là cũng chưa hài lòng lắm đâu. Cái túi của tôi đáng giá cả chục triệu, chứ cái túi của cô thì đáng giá bao nhiêu? Nhưng thôi, lần này tôi sẽ bỏ qua. Đi thanh toán tiền đi mày đi. Đi. Con thấy chưa? Cái loại nghèo hèn mặt hại như thế có bao giờ hành xử được giống con người đâu. Con không bao giờ được quan hệ với bọn đó, biết chưa? Đồ ăn thừa chỉ dành cho chó, cho lợn mà cô còn đòi mang về. Thì khác gì là trách đồ ăn của chúng không? Cô lấy luôn đồ ăn của mẹ con tôi đi, mang về mà ăn. Lần sau không có tiền thì đừng bày đặt vào nhà hàng, xấu hổ lắm. Cảm ơn cô, nhưng mẹ con tôi chỉ lấy đồ ăn của chính mình, chứ không xin của người khác. Mẹ con tôi lấy đồ ăn về không phải vì chưa no hay là còn đói, mà là do mẹ con tôi không muốn làm lãng phí đồ ăn. Văn vở, đã không có tiền, nghèo hèn lại còn bày đặt. Bạn ơi, cho mình thanh toán thẻ. Khóa là sao? Của tôi vẫn dùng bình thường mà.
chắc máy của bên bạn có vấn đề hay sao ấy. Mình cứ chờ mẹ nhé. Alo. Thẻ của em tự nhiên bị khóa. Em với con đang đi ăn, giờ ra thanh toán thì thẻ lại báo là bị khóa. Ơ, là sao? Chỉ được tiêu trong hạn mức á? Quá hạn mức thì sẽ bị khóa. Nhưng bây giờ em với con đang đi ăn, giờ ra. Alo, alo. Bạn ơi, chắc là tớ lại cái gì? Cô ta mà đủ tiền thanh toán cho tôi á? Cô kia đứng lại. Cô kia, cho tôi xin số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản trả cô. Không sao, số tiền đó cô cứ để vào môn chiếc túi mới. Tôi không cần. Tôi là người có tiền, không thích vay mượn của ai cả. Nhất là những người nghèo hèn giống như cô. Đến bây giờ rồi mà cô vẫn còn nói cái giọng đó hả? Thôi được rồi, số tài khoản đây. Rồi, tôi sẽ chuyển khoản trả cô sớm. Được. Ơ, cô ta mà là chủ tịch á? Tại sao tôi lại có thể là chủ tịch? Sao chủ tịch mà lại mang đồ thức ăn thừa về à? Việc mang đồ ăn thừa về không có gì là xấu hổ cả. Tôi nghĩ việc mang đồ ăn của mình về không có gì là phạm pháp hết. Mình không xin xỏ ai, không lấy của ai cả. Hơn nữa, lúc mình lãng phí đồ ăn, bao nhiêu người ngoài kia cũng có mà ăn kia kìa. Chúng ta nên trân trọng cái gì chúng ta đang có. Tôi nghĩ không một ai lại lấy lãng phí đồ ăn. Chào cô. Đến đây làm gì ạ? Sao? Thế tôi không được đến đây à? Ý của em không phải như vậy. Chị là giám đốc, nếu mà chị muốn đi đâu ấy, chị chỉ cần gọi cho em sẽ đến đó chị đi. Tôi biết, cậu là người tận tụy với công việc. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cũng phải cho cậu nghỉ chứ. Hôm nay tôi đến đây để sửa xe. Xe bị làm sao hả chị? Mọi khi em đi xe vẫn bình thường mà. Xe không làm sao, nhưng mà hôm nay tôi đến để bảo dưỡng xe. À, dạ vâng, vậy thì chị đợi em chút. Ở lại đây nhá, tôi phải có việc đi ngay. À, chị đi đâu à? Bây giờ gì tôi đang nằm viện, bây giờ tôi phải vào viện ngay. Chết, xe vừa mới tháo ra. Thôi, để bỏ thợ lắp vào chị nhá. Thôi thôi thôi, không cần đâu, tôi bắt taxi đi được mà. Nhưng mà... Thôi, tôi bảo không sao mà, cậu ở lại đây nhá. Dạ vâng, em chào chị ạ. Sao, ngồi xem em thích không? Anh hỏi thừa, tất nhiên là thích rồi. Chỉ cần em yêu anh thôi, đừng nói xe này, cứ có xe là mới anh rước em lên. Thật đấy nha. Ừ, anh đuổi em bao giờ chưa? Rồi đấy. Lúc nào? Anh bảo, anh trai anh là bạn thân của tổng giám đốc công ty Hang Group. Nếu bây giờ em mà được ký hợp đồng với tổng giám đốc công ty Hang Group, thì chức vụ của em chắc chắn không dừng lại ở thư ký đâu. Nó phải lên nữa cơ. Rồi anh biết rồi, anh đã nói với anh trai anh rồi. Anh ấy sẽ sắp xếp cho em một cuộc hẹn được chưa? Thật đi nha. Thật chứ chả đùa. Đâu có đi. Đi.
Trung à, cậu có ở gara không? Xe hôm qua tôi để đấy, cậu đã sửa xong chưa? Ok, thế tôi qua lấy nhá. Quen rồi à? Quen, trước học cùng lớp. Học giỏi nhất lớp đấy. Học giỏi nhất lớp? Nó đi đứng ngu thế hả? Bò đi còn có hàng có lối, đi ngu hơn cả bò. À đúng rồi. Trước là nghe đồn toàn mua điểm bằng cách quyến rũ thầy cô ấy. Hiền, lâu lắm rồi không gặp cậu. Gặp nhau không hỏi han nhau được câu nào. Cậu lại còn bịa chuyện, bơm chuyện để bôi nhọ danh dự của tôi à? Cô tưởng cô vẫn còn là lớp trưởng của tôi à? Nó vênh mặt ở đây. Tôi không vênh. Tôi chỉ yêu cầu cậu phải tôn trọng tôi. Con này ít khi biết tôn trọng mấy đứa nghèo hèn kém cỏi á. Đúng. Sự tôn trọng ấy dành ai xứng đáng thôi nhá. Đáng nhẽ lời đầu tiên các người cần phải nói là lời xin lỗi vì các người đã suýt đâm phải tôi. Đằng này các người còn thốt ra những lời vô học như thế à? Mày bảo ai vô văn hóa ở con kia? Sao cậu dám? Sao? Tức à? Tức thì làm gì được tao? Thôi không nói nhiều. Mày quyệt vào xe tao làm sức xe rồi. Lên đi. Lên đi. Cái xe này là... Sao? Chưa nhìn xe đẹp bao giờ à? Nhà quê làm sao mà được nhìn mấy cái xe này? Cũng đúng. Bây giờ lên đi. Đèn á? Các người đừng có vô lý như thế. Các người lái xe không nhìn còn suýt va phải tôi. Bây giờ lại còn bắt tôi bồi thường ngược lại á. Con này cũng dậy vênh lắm rồi. Nào, cô buông ra. Này, con kia ở xách con. Nghe này, mày mà không đền cho tao, tao gọi công an để cho mày đi tù một gông luôn. Có giỏi thì anh báo đi. Cái gì con này? Mày thích vênh à? Thôi anh, mình đàn ông mà, đánh con nhập quê làm gì. Thôi, bây giờ nể tình mày cũng là bạn của tao. Tao sẽ bảo người yêu tao tha cho. Nhưng mà bây giờ mày phải quỳ xuống, sủa như chó đi rồi tao tha cho. Trông mày năng khiếu đấy. Sủa chắc chắn là hay hơn chó. Sủa lên. Các người muốn bao nhiêu? Hả? Nó đòi đền kìa. Tao khuyên thật, bây giờ mày đền không có tiền đền đâu. Quỳ xuống sủa như chó ấy, rồi tao tha cho. Các người đưa địa chỉ đấy. Ngày mai tôi sẽ bảo người mang tiền đến tận nhà cho các người. 100 triệu. Tao cho mày đúng 2 hôm. Không có tiền mày chết với tao. Được. Nào, bây giờ em thích đi xe gì? Để em xem nào. Ơ, ai kia? Ơ, có phải là... Cái đống gì kia? Này, bạn em phải không? Nó làm gì ở đây nhỉ? Chắc để xin việc. Trái đất tròn quá. Này, tao mà là mày ý thì bây giờ phải cong đít lên kiếm tiền để lên xe rồi, không phải đứng ở chơi đâu. Tôi cũng đã đoán, tôi sẽ gặp các người ở đây mà. Ý mày là sao? Đến đây xin việc à? À, xin việc cái anh kia. Ở đây không nhận. Tôi nói thế rồi mà vẫn chưa rõ à? Nếu ở đây có giả lương cho tôi bằng vàng ấy, tôi cũng sẽ không làm đâu. Cô, sao? Tao thích hất nước vào mặt mày đấy. Để cho mày tỉnh ngộ ra. Mày nghĩ mày là ai mà mày vinh vinh tự đắc ở đây? Tôi nói cho cô biết ý, những hành động vừa nãy của cô ấy, tôi sẽ không tha thứ đâu. Thế lại cần sự tha thứ của cái đứa nghèo hèn rách nát như mày quá. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Anh giám đốc ạ. Giám đốc á? Anh Trung, anh có bị hâm không? Sao lại gọi con này là giám đốc?
ngậm cái mồm vào, mày đừng có láo nhá. Tao cho mày một chất đấy. Kìa, anh bị làm sao đấy? Sao lại cáu với em? Em là em anh cơ mà. Mày có biết đây là ai không? Đây là chị Linh, giám đốc bên Ham Group đấy. Ui. Chính chị Linh đã giúp tao về mày mở được cái gara ô tô này này, mày hiểu chưa? Giám đốc của Ham Group á? Trung này, tôi đang định hỏi các anh là xe của tôi đang có chủ mới à? Dạ, Khánh, mày lại lén lút lấy xe đi chơi phải không? Hả? Tôi bảo đấy là xe của anh. Thôi, không sao mà, xe cũng chỉ là vật đi lại thôi, tôi có thể cho mượn. Cậu Trung này. Dạ. Lúc nãy hai người này có pha vào tôi và còn bắt tôi bồi thường 100 triệu đấy. Chị ơi, em xin lỗi chị, em không cố ý đâu, rồi anh sẽ sửa. Cậu đừng có nói gì nữa. Cậu đừng có nịnh bợ tôi không quen. Còn cô, chắc là cô Hiền, thư ký bên công ty SG phải không? Dạ em chào anh ạ. Chị Linh ạ, đây là cô Hiền. Nhiều lần cô ý muốn nhờ em là muốn gặp giám đốc. Bên công ty họ muốn hợp tác với cả bên Ham. Hợp tác á? Tôi làm gì có diễm phúc ấy. Ôi kìa giám đốc Linh, cho Hiền xin lỗi. Cậu nói cái gì đấy? Tôi không có quen. Sao cái lúc nãy cậu còn khinh thường tôi, sỉ nhục tôi cơ mà, sao bây giờ cậu lại như con cún con cụp đuôi vào thế? Chuyện lúc nãy cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà Linh. Tôi nói cho cậu biết này, cái phong cách và cách cư xử của cậu ấy, tôi không thể hợp tác với cậu được. Cậu Khánh này. Dạ. Cái vết xước của xe tôi là cậu tự ấn định cho nó là giá 100 triệu đúng không? Vâng ạ. Thế thì cậu tự đi làm mà kiếm tiền, rồi sung vào công quỹ cho vào cái gara này nhá. Ôi dạ, chị ơi em làm gì có tiền ạ? Mày cứ liệu hồn đấy. Anh. Bình có bảo với bố là vì sao hôm nay chú không lên không ạ? Con thấy bận gì thì bận nhưng mà cứ quên bố như thế này là không được. Hồi này ở quê bận việc lắm các con này. Vợ chồng nó mới đầu tư trang trại và chăn nuôi, bỏ đi thế nào được. Lại còn nhiều dịp lắm. Anh đi. Nói thật với bố chứ ai mà chả bận ạ. Bọn con cũng phải là chơi không đâu. Nhưng cái vấn đề quan trọng ấy là phải biết nghĩ đến bố, chứ không phải là kiểu bỏ bê như thế này. Đúng đấy bố, vợ chồng bác ấy chẳng phải làm gì, cũng chẳng đi làm công ty hay công sở gì cả, chỉ ở nhà chăn gà, chăn lợn, rồi đồng áng. Bận bịu gì mà lại không lên được? Bố cứ dung túng như thế là không được đâu bố. Mà con làm thì chỉ là bữa cơm thôi mà. Thì con chỉ bảo vậy thôi, chứ bác ấy cũng phải tự biết mà suy nghĩ. Có ai mà được sướng như bác ấy? Đồ ăn ở quê vừa sạch, không khí thì trong lành, chẳng bụi bặm, cũng chẳng bon chen gì cả. Ai mà được như bác ấy? À, bố tính rồi. Mấy bữa nữa bố về bố ở mẹ vợ chồng ở đấy. Ok, bố, sao lại thế ạ? Bây giờ bố già rồi, sống được bao lâu nữa, không thích bon chen lại cái đô thị này nữa, bố về quê. Nhưng mà bố về như thế không được, bởi vì ở dưới đấy mặc dù tốt, không khí nó trong lành, môi trường nó yên bình, nhưng mà nói thật ra là các loại hình dịch vụ chăm sóc y tế rồi là các thứ làm sao bằng được trên Hà Nội. Bây giờ nhỡ bố xảy ra chuyện gì một cái thì phải bọn con hối hận không? Đúng đấy bố ạ. Người ta muốn lên thành phố không được, bố lại muốn về đó. Bố ăn đi. Ôi, thế cái chuyện nhà cửa con bàn với bố thế nào nữa? Chuyện này từ từ tính con ạ. Chuyện nhà cửa? Chuyện nhà cửa gì mà tôi lại không biết nhở? Cô là đàn bà con gái, biết cái gì? Bố, có chuyện gì mà bố lại giấu con? Không. Mẹ mất rồi, giờ có mỗi mình bố con thôi. Bố đừng có giấu con gì đó. Không, không giấu con đâu. Cứ ăn đi rồi sẽ biết hết. Bố cho nó hết. Ăn đi. Vâng. Bố con về đây bố ạ. Hai đứa về nhé. Dạ, thôi bố vào nhà đi, bố nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Cuối tuần con cho cu Bin với cu Bon sang thăm ông, hai đứa cứ kêu nhớ ông suốt đấy.
Cho sang đây chơi với ông. Dạ. Con về đi ạ. Con đóng cửa đi ạ. Bác định độc chiếm cái nhà của ông đấy ạ. Cái gì? Sao lại độc chiếm? Cô đừng có mà nói linh tinh đi nhá. Bác đừng tưởng tôi không biết. Chuyện nhà cửa thì có mỗi cái chuyện di chúc với cái quyền thừa kế, không còn chuyện gì khác. Ý của tôi ấy là bây giờ ông còn khỏe thì ông viết di chúc luôn để cho anh em đỡ phải tranh giành nhau. Như thế không phải là tốt à? Bác định làm gì thì làm. Nhưng bố là bố chung, không có chuyện mình bác hưởng hết đâu nhá. Tình hình là ông đang ốm. Cô xem thế nào thu xếp rồi sang đây chăm ông thời gian nhá. Sao lại là tôi? Tôi còn có con nhỏ, làm sao mà chăm được? Mà tôi là phận đàn bà con gái, đi lấy chồng rồi cũng chỉ có nghĩa vụ chút ít thôi chứ. Anh mới là con trai trưởng cơ mà. Thì tôi đang bảo là cô là con gái, cho nên cái việc mà chăm sóc rồi là cơm cháo với cả là tắm rửa cho ông, như thế sẽ tiện hơn tôi. Thế vợ anh không phải là đàn bà con gái à? Con dâu trưởng thì phải sang chăm ông những lúc ông ốm đau như vậy là đúng rồi. Anh không nghe câu lấy chồng thì hưởng phúc nhà chồng, anh chưa nghe bao giờ à? Bác của cô nói nhỏ thôi, để cho ông còn ngủ ở trước. Nếu như hai người bận công việc này thì cứ về trước đi, tôi ở đây chăm sóc ông cũng được. Ừ. Làm sao mà lại quên được bác Bình nhở? Bác Bình thì không bận gì. Bác cứ ở lại cho ông một thời gian đi. Cô My nói đúng rồi đấy. Theo tôi thấy là bọn tôi ở đây cũng chăm ông lâu rồi. Chú lâu lâu mới lên chơi, ở lại chơi rồi chăm ông cũng được. Chẳng mấy khi mà ông ốm nhở. Bác buồn cười nhở. Ai mong ông ốm bao giờ? Thì tôi là tôi nói như thế. Sao? Trong suốt thời gian qua hai người cũng vất vả chăm sóc ông rồi. Bây giờ thì tôi lên đây, cứ để tôi chăm sóc ông. Ừ, tốt, rất tốt. À, nhân tiện đang có bác Bình ở đây, hay là mình bàn những chuyện thừa kế đi. Sao cơ? Chuyện thừa kế á? Ừ. Đúng rồi, chả lẽ chú lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Thôi, nghĩ đến hay chưa thì cũng kệ đi. Bây giờ ba mặt một lời bàn luôn cho xong. Ông thì cũng hay ốm đau bệnh tật, chẳng biết ngày mai ra sao. Mấy anh em mình cứ bàn luôn đi. Ok thì bảo ông ký vào là xong. Các bác thấy sao? Cũng được. Tôi nghĩ chuyện này để sau nói đi. Bây giờ ông cũng đang ốm, tốt nhất là không nên bàn luận đến chuyện này cô ạ. Ôi dào, không phải thừa đâu bác. Ông cũng chỉ có mỗi ba anh em mình, không chia cho mình thì chia cho ai? Quan trọng là ông chia phần sao thôi. Ba thấy sao? Đúng rồi. Theo tôi thấy thì anh em mình cứ chủ động. Ông thấy anh em mình hòa thuận, không có tranh giành gì, có khi ông lại càng mừng. Thế giờ các bác tính sao? Theo tôi ấy thì anh em mình cứ tính thế này. Tôi lấy một nửa, cô với chú phần còn lại. Đúng là chủ doanh nghiệp có khác, tính nhanh quá nhở. Lấy gì mà lấy những hẳn nửa cái nhà? Thì tôi là con trưởng, tôi còn phải lo thờ cúng rồi là mưu mả cho ông. Các cô với cả chú ấy thì lấy một nửa là được rồi. Có thờ cúng thì cũng không được nhiều đất như thế đâu. Thế theo cô chia như nào? Thế mà cũng phải hỏi. Chia ba, phần ai người tự quyết. Cái chia ba? Nhưng mà tôi là người phải lo hậu sự cho ông, rồi là các thứ về sau, sao lại chia ba được? Mà với cả cô ấy, cô là con gái, làm sao mà cô lại đòi chia đều như thế? Con trai hay con gái thì cũng là con của bố. Anh đừng có lấy cái danh con trai, con trưởng ra mà dọa người khác, buồn cười lắm.
cô mới là người nói chuyện buồn cười đấy. Cái lúc mà tôi bảo cô chăm ông thì cô lại bảo là cô lấy chồng rồi, hưởng phúc nhà chồng, rồi là con gái thì chỉ có nghĩa vụ phần nào thôi. Mà bây giờ lại nói là con nào cũng như con nào, chia đều á, làm gì có chuyện đấy. Đúng là lưỡi không xương, trăm đường lắc léo. Bây giờ thế này, chuyện phân chia tài sản tôi không quan tâm. Đất đai nhà cửa của ông ấy, ông muốn thế nào, đấy là quyền của ông. Bây giờ ông ốm như thế này, tôi nghĩ bác và cô không nên bàn luận thêm về chuyện này nữa. À, bác buồn cười nhở? Bác không muốn nhận thì để chúng tôi nhận cho. Nhà cửa, đất đai là công sức cả thanh xuân của ông bà. Ông bà có mất đi thì cũng là dành cho con cháu chứ cho ai? Không lẽ lại cho người ngoài? Chúng tôi chỉ thay ông nghĩ trước, ông đỡ phải suy nghĩ thêm mệt chứ sao? Chia trước á? Nghĩ trước hay là tranh giành nhau hả? Nếu như các người muốn giúp ông thương ông ấy thì đã làm theo ý nguyện của ông rồi, chứ không phải ngồi đây để mà cãi nhau. Chú nói như thế là không đúng. Ở đây là anh em mình đang tìm phương án tốt nhất, chứ không phải là ngồi đây để cãi nhau. Nói thật chứ, ông thì nay ốm mai đau, biết thế nào mà lần. Bây giờ ngồi nói thì hay lắm, chứ đến lúc ông mất đi một cái gì chúc không có, có phải anh em lại nhảy dựng ngược lên không? Thôi thôi, tôi không muốn bàn luận thêm đến chuyện này nữa. Bác và cô đi về đi, để cho ông còn nghỉ ngơi. Về thế nào? Hay là bác lại có ý gì đấy? Chúng tôi mà về thì bác lại thủ thỉ to nhỏ với ông thì làm sao, ai mà biết được. Thôi, bàn luôn đi. Thế là bây giờ chú không bàn được phải không? Thì thôi nhá, bây giờ tôi với cô bàn. Chú ấy không tham gia nữa. Giờ tôi với cô ấy thì chia như thế này. Tôi vậy, cô ba, thế cho nó nhanh. Ba, bác cũng vừa vừa phải không chứ? Tham thì cũng phải tham để cho người khác tham cùng chứ. Thì cơ. Này, mày đừng có mà láo nhá. Tao là con trưởng, tất nhiên là phải trách nhiệm với cái loại đàn bà con gái như mày. Chia cho tao nhiều hơn là đúng rồi. Ba đừng nghĩ tôi ngu. Sao? Thế cái lúc ông già chết thì mày có mang đi chôn không? Hay là lấy được tao? Hả? Hay cái loại mày ấy chỉ khóc lóc vài ba cái giọt nước mắt là cùng? Các người thôi đi. Chú làm sao thế? Chú lại muốn chia à? Hối hận rồi à? Sao? Các người coi bố gì nữa không à? Bây giờ bố vẫn còn nằm ở ngay kia, vậy mà các người có thể ngồi đây nói năng những câu ấy à? Suốt một thời gian qua, bố vất vả gà trống nuôi con, có bao giờ bố mắng chửi mắng chúng ta một ngày nào hay không? Bố có thể thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chưa bao giờ bố để chúng ta phải thiếu thốn cả. Bây giờ bố gần 70 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa một ngày nào bố có thể sống được thảnh thơi. Và chúng ta thì sao? Vẫn chưa một ngày nào chúng ta báo hiếu bố được cả. Vậy mà bây giờ ở trong kia, bố phải chứng kiến những cảnh này, nghe những lời lẽ này. Các người thử nghĩ xem, bố có đau lòng hay không? Các người đúng là bị đồng tiền làm mờ mắt hết cả rồi. Nếu như sau này cái Bi, thằng Bon, cả con Nhím nữa cũng đối xử với bố mẹ của mình như thế, thì bác và cô có đau lòng hay không? Các người nên nhớ, con cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ của mình đấy. Biết lỗi rồi bố ạ, bố tha lỗi cho bọn con nhé.
cho dù thế nào thì các con vẫn là con của bố. Mẹ đi đâu thế? Trên công ty mẹ có việc gấp, mẹ phải đi ngay bây giờ. Con ở nhà ngoan nhá. Cơm mẹ nấu rồi đấy, lát con đói tự lấy ăn nhá, không phải chờ mẹ đâu. Mai chủ nhật mẹ nhớ ở nhà với con nhá. Ừ, để mẹ xem công việc đấy nhá. Vâng. Vẫn còn thiếu 15.000. Cho con 15.000 nhá. Con xin tiền mẹ làm gì thế? Con... Con cần gì cứ bảo với mẹ nhá. Vâng.
Minh ơi, lấy cho mẹ cốc nước lạnh. Minh! Đã mắc lỗi rồi mà lại còn đi chơi. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ cảm ơn con. Mẹ, mẹ ước đi, giờ mẹ thổi nén luôn đi mẹ. Vào đây với mẹ. Mẹ ơi, tiền không phải là con ăn trộm đâu, mà là con bán đồ chơi để góp tiền lại mua bánh sinh nhật cho mẹ đấy. Tại lúc nãy con không đủ tiền để mua bánh sinh nhật nên con mua bánh này, chỉ mua được bánh này thôi ạ. Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ đã không có thời gian chăm sóc con tốt được như những người mẹ khác. Con lớn rồi, con biết hết. Con sẽ không hư đâu. Nếu mà con hư thì mẹ sẽ buồn đấy. Hai mẹ con mình ăn bánh đi. Cho nó chết đi.